Này con dâu này nha ơi, thì mới vừa rồi thì chú Phiền 61 tuổi mắc một căn bệnh kỳ lạ, chú quyết đang mất cái ấy thì cùng được con dâu chăm sóc. Như video trước anh em chia sẻ thì bây giờ thì chú cũng đã được đưa vào lò để quả tán rồi cả nhà. Ở trước bên đây đưa vào lò để quả tán rồi, thì con dâu cũng ra đây như là Phật. Ở đây là chùa Tắc Rồng nha cả nhà. Tắc Rồng. Ủa chút về bằng gì em? Dạ. Chút về bằng gì? À, bằng xe. Đi xe máy về. Dạ, xe. Để coi có xe. Oh. Không có xe đưa về luôn hả? Nãy là đi là quá gian ở trên xe xe tang. Bây giờ để coi có xe ai thì quá gian. Xe có gian về. Ở chồng trở về. Ủa chồng cũng đâu đi xe đâu. Chồng em cũng đi xe kia. Để chút em hỏi mấy anh cái. Cái về là về bên dạ. Bên đây hả? Bên đây. Ở đây đỡ để qua 100 ngày, ba hãy tính. Em là... cũng chưa biết. Chưa biết hả? Dạ. Bây giờ thì còn buồn không? Còn buồn gì nữa không? Dạ không. Ba cũng an nghỉ rồi đó. Em cũng nói chuyện với mẹ bình thường. Bình thường nha. Dạ. Kệ đi. Bỏ qua hết đi, giờ dạ. Ba cũng mất rồi. Vậy bên kia là mẹ của em gì là chăm sóc bà nữa. Dạ. Ồ, tính ra mẹ tính nói là... nếu đi đẳng ở cũng được, mẹ nó cũng rồi, có rồi. Hai bà cũng buồn, có tính em ra đi cũng đơn đỡ. Đơn chiếc á, bên kia là có mình mẹ của Liễu thôi là chăm sóc ba cho. Mới mất năm rồi á. Cũng... bây giờ như mà như vậy thì cuộc sống hàng ngày là ai đi làm để có thu nhập để lo cho cháu con của chị hai á. Con của chị hai đi làm lo. Dạ, con của chị hai tại đó ở với bà ngoại hồi nhỏ. Rồi bây giờ nó cũng đi làm, cũng kiếm tiền cho bà ngoại. Kiếm tiền cho bà ngoại. Dạ. Mẹ thì ở nhà thôi chứ đâu có mẹ làm. Cũng đi, mẹ em cũng đi làm được. Phụ việc nhà mà cũng gần chợ, gần... Nói chung mẹ nó cũng khỏe lắm, không có mệt đâu. Mẹ khỏe mẹ, ha. Dạ. Mẹ ở bên kia khỏe hơn. Ít bệnh nói nếu mà em đi đẳng thì dùng giữ nhỏ để em đi làm tâm minh á vậy chịu đi không chịu đi à bà tính ổng về trước á hả dạ không chịu đi rồi thì gửi cho bé uống sữa thì từ cái lúc mà chia sẻ cái hoàn cảnh của chú Huyền á dạ tâm rồi gửi thuốc. Dạ. Rồi đợi về nó chịu không chịu. Dạ. Đi theo mẹ. Nó gửi thuốc qua rồi có vợ chồng của chú á gửi qua nhưng mà nhận chưa có nhận được nữa thì nghe là thông tin là chú mất rồi. Rất là xót xa luôn cả nhà. Thì hôm gầy em cũng bận việc á cũng không có đến chia sẻ được á. Thì cũng có là một người chú ha. Chú Lữ Quốc Tiến ở Hòa Bình á, là gửi qua là 500.000 yeah. để gửi cho chú á. Yeah. Thì ngày hôm nay thì nghe chú mất rồi thì em cũng đến đây á, gặp chị ở đây nè. Yeah. Đầu tiên tới giờ chị cũng chăm sóc, chị cũng lo cho chú á. Yeah. Thì đến ngày hôm nay thì em cũng xin phép mạnh thường quân gửi 500.000 này để gửi cho chị ha. Dạ yeah, dạ yeah. Kiếm ai vậy? Kiếm ba hả? Ba về rồi. 100 đi. Dạ. 100 ha. Một lần tao tâm á, tao tâm biết cho tao cá. Đây, 400. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô gửi tiền cho ba. Chú Lữ Quốc dạ. Tiến. Chú dạ. cũng gửi tiền cho mình đó. Dạ. Thường. Cũng cảm ơn chú. Dạ. Gửi tiền ha. Chú gửi cũng hơn một tuần rồi đó mà nhưng mà dạ. Có công việc không có đi đến được á. Dạ. Này đi đến được rồi nghe tin rất là buồn. Đợt hổm thì thấy chị chăm sóc rồi Mạnh Thường Quân gửi thuốc qua chú còn rất là khỏe. Dạ. Chú còn ăn uống rồi đúng không cô? Chú khỏe. Nhưng mà sao mà mau quá. 4 ngày hả? Ba bốn ngày. Ba bốn ngày mình mới đi quay mình tính đâu lại khỏe nữa thuốc tại vì lúc đó nhiều lắm. Cái lúc đó chú giơ tay lên chú. Đó, thấy được nói chú chuyện còn coi với mình thuốc ầm ầm luôn. Đúng rồi. Trong khi đó là Mạnh Thường Quân với những người trên kênh YouTube người ta bình luận nói thấy chú khỏe quá ăn uống được mừng lắm mà sao tự nhiên 4 ngày sau lại trời
chú hót cái bụng á, hót rồi ốm rồi xanh lè luôn rồi nói chuyện không lên luôn. Là lúc đó là chú có mấy ngày thôi chú không có ăn được hả? Lúc em đi còn ăn được thì em cũng biết tại em chị đi nhà mẹ ruột là lên chứ lúc mà chú còn cũng ăn được. Còn khỏe lúc em đi tại em đi đặng cúng mấy bữa sao kỳ lạ vậy ta, rồi để chị hai giùm chăm. Như là thuốc của Mạnh Thường Quân gửi là mà chú có sử dụng được nhiều không? Dạ có, lúc em đi em cũng có dặn chị hai á. Chị hai chăm sóc hả? Dạ đúng rồi. Dặn chị hai cho uống giống như em cho như uống mỗi ngày em ở nhà em dạ. Cho cha chồng mình uống như vậy. Dạ. Giống như vừa uống mà vừa sức, giống như là chia với nhau một loại thuốc là chia nhau cách tiếng hai tiếng cho chú dạ, uống. Dạ. Tại vì quá nhiều mà Mạnh Thường cho. Dạ. Cũng lại thấy ba cũng buồn tại ốm quá. Hôm nay cũng mấy cũng ngày chị đi về mẹ ruột có mấy ngày chị mới quay trở lại thăm cha. Bốn bữa rồi. Bốn bữa. Ừ. Chú cái... ốm luôn hả? Bốn bữa là luôn em lại thăm á. Là... Mà một cái buổi chiều chú mắc là có nói chuyện điện thoại với chú không? Dạ có. Chú có trả lời hay là chú có nhìn điện thoại? Có nhìn. Rồi chị hai nói kìa ba kêu Liễu về kìa. Ừ. Rồi nghe nói kêu về là giống như khó chịu này kia kêu, kêu dạ. Nữa kìa. Thương. Quá tội. Chú đau đớn mắt đi vết thương còn nằm ở đó y thinh. Mũ nè, rồi dồi nè, rồi máu nè. Ngày cuối cùng là, ngày cuối cùng nghe nói là bắn máu hả cô? Bắn máu ra dữ lắm hả cô? Xịt máu luôn hả cô? Máu luôn. Xịt ra cái mùng luôn, nằm nghiêng á. Lúc đó là cô đây chứng kiến. Đầy mùng luôn, trời ơi. Vậy là... Lúc vậy đó, đó hả? Chú có la, có nói gì không cô? Trời ơi. Chú có la nói gì không? Cái lúc đó... Không còn sức lực nữa. Dạ. 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 Chú bệnh đó là phải lúc nào cũng an ủi để cái tinh thần lạc quan thì nó còn lâu. Chứ mình thấy vết thương đó cũng quá nặng rồi. Vết thương mình thấy mà bự bự hơn bàn tay. Bự cái tô. Có cái tô luôn. Trời ơi. Lúc em ngày cuối em lại coi á là nó đỏ tới gúng. Nó cũng giống như nó ăn lên tới gúng ha. Là lúc đó em thấy cũng nhanh tại vì em ở nhà em chăm cũng ít có lên tới đó. Nó chỉ vòng vòng đó thôi. Mà bữa cuối em lại coi em thấy nó lên tới gúng. Ôi. Đỏ lòm rồi nghe ra sau lưng luôn, thấy ra sau lưng luôn á. Dạ. Sau lưng là nào? Là... ngoài tử luôn. Sau lưng ba lỗ luôn hả? Dạ. Cái bàn đít ở dưới á, hình như là ba lỗ. Nó nổi mục ra nữa, nó nổi mũ ra nữa, nó chỗ rồi đó. Nó đang nổ ra nữa. Mục đó là mục mũ không à? Lúc hồi ba còn khỏe em nặng ra đó. Lúc đó ba nói Liễu coi giùm ba nó hơi đau đau á, nặng ra mũ máu. Càng Liễu gan quá ha. Dạ. Trời ơi. Lúc có bầu thằng này nè là cũng có mấy cái mục đó rồi. Em có bầu gần sanh em cũng đến nặng cho ba. Là lúc đó còn đi được. Vì cũng chưa có phát hiện là bị bệnh đó đâu. Nói cái mục đó mà mình còn nhăn mặt nó không gì mà sao. Nhiều mục ở sau lưng lắm. Gan dạ mà nặng mũ nhìn dạ. Sợ luôn. Vì kêu chồng em nói không dám nặng, sợ kia. Sao một đồng? Dạ. Cái em nó nặng đại, nặng ra mũ quá trời. Mũ hả? Dạ. Chứ không phải như một mũ dạ, không, ra mũ máu. Mũ máu là bà nói tại hơi nhất á. Rồi nó có ra cái cùi không? Dạ, không, nó ra mũ máu. Như là mũ lúc mấy đợt chứ anh vai vậy đó. Giống hệt luôn vậy đó hả? Dạ, vì nặng xong ba nó đỡ, đỡ nhất. Nặng là đỡ nhẹ nhẹ rồi. Dạ, vậy dạ. Là lúc đó là ở dưới bị chưa? Dạ chưa, lúc đó là chưa, nó nổi sau lưng chứ. Đù, vậy là nó có dị chứng trước rồi, không biết. Có, mà tại không biết á. Vì em cũng có bầu này em cũng đứng nặng cho ba ngồi cho đứng á, ba ngồi cho em nặng á. Lúc đó em chưa sanh bé này đâu. Vậy là trước bệnh là con dâu đã chăm sóc rồi, là giống như cái này kia thì chỉ có con dâu dám nặng cho cha, để sau lưng đâu có thấy đường để nặng đâu. Dạ, nói tại sau lưng không thấy kêu em dùm nặng dùm vậy đó. Em cũng có nặng mà em cũng biết có mục đó, mục bị về. Kêu bà nội ẩm kìa, bà nội ẩm đi. Nếu mà một cái mục độc á càng nặng là nó càng dữ, nó càng là lầy.
nếu mà cái mục hiền thì nặng rồi nó giống như cái mục mụn vậy, nó sẽ ra cái cùi thì nó không sao. Giống như khuyến cáo anh chị em Trinh coi cái kênh này, giống như Liễu đã kể là từ lúc ổng mà... phát hiện cũng nhiều mục lắm ở sau lưng á, mà nó ba nó tại lúc trước có cái gì cây gì đâm vô nó nên nó bị gì nổi mũ à, nghĩa là chú đi mưu sinh là đi làm này kia, dạ, thì nó dướng vô cái cây gì này kia, dạ, thì nó gây cái vết thương rồi nó lên mũ. Bà nội về kìa, bà nội chắc chở về họ quay lại rước em á. Tại em lại cũng kêu mẹ em năn nỉ, hôm qua mẹ em lại cũng kêu năn nỉ em ở đây đây. Cũng không có ai để coi chứ. Thật sự trong gia đình mà có chuyện như vậy thì khi mà xong hết á thì Liệu ở đây nó cũng buồn lắm luôn thiệt, nó nhiều chuyện vậy rồi thì ở đây cũng khó nữa. Mẹ lại năn nỉ. Mẹ em á, mẹ em á, thì mẹ ruột ở đây năn nỉ cho Liệu ở đây. Mẹ ruột hả, tính hồi nãy giờ về bệnh thì cũng ấy chứ, có cái việc có chuyện quen đây ở đây rồi. Rồi nó kêu em nói chuyện chứ với mẹ chồng em đi để ta nói mẹ không biết dạy gì đó. Cho mẹ bỏ về bệnh nữa ha, đúng rồi, mẹ cũng biết qua để nói chuyện. Giống như không phải là chứ không giống như người ta thường thường là người ta sẽ bên con gái mình. Giống như ba cái này không, mẹ em không có bên không có bên nói giúp cho bên chồng nữa, giống như muốn giữ già giữ hoài giữ quý giữa hai gia đình với nhau, không muốn để ở ngoài mà đàm tiếu những cái lời nói này kia. Thì Liễu cũng hiểu người mẹ ruột, là ý người mẹ ruột không phải là Liễu cần mẹ ruột bên, nhưng mà hiểu ý mà mẹ cũng lớn tuổi hả? Dạ, mẹ em cũng sáu mấy. Sáu mươi mấy tuổi nuôi hả? Bà nội gần 90. Trời ơi, cũng vất vả chứ, mà nghe nói đứa cháu làm rồi cho tiền thôi chứ cũng đâu có ai làm đâu. Ba thì mất rồi. Mấy người chị cũng thường xuyên cho tiền á. Tại em cũng chị em đông. Bốn chị em gái một trai cũng gửi tiền cho mẹ rồi. Bốn chị em gái là có chồng hết trơn hả? Dạ có hết rồi. Tưởng chưa người nào á. Em cũng Út rồi. Em Út. Dạ. Út rồi. Út bên đây Út bên kia luôn. Dạ. Ủa bên đâu bên kia. Vậy là mấy người chị cũng lớn tuổi ha, bốn mấy. Dạ bốn mấy, chị thứ hai 46. Vậy gì? Mà trong cái chuyện gia đình á, bình thường đó mệt rồi, thấy chú bệnh như vậy đó ai cũng mệt mỏi hết, mà giờ thêm cái trục trặc gia đình có chuyện vậy nữa thì đâm ra cái tinh thần mình nó không được vui. Kệ anh nghĩ cũng bỏ qua kệ cái gì sai để đó. Là cái bữa mà anh em đến thăm rồi gửi thuốc gửi này kia để cho chú có cái tinh thần lạc quan thêm á, mà sau đó là chị Liễu về bên mẹ là có... hôm đó luôn hay hôm sau em? Hôm sau xảy ra cái chuyện hôm sau. Dạ hôm sau. Vậy là 3 ngày à? Vậy là hôm sau đi là có 3 ngày. Tại là 3 em ngày. Thì em cũng đang giận, mình cũng nhớ bữa nào nhưng mà không phải. Bữa nay mình đến 4 ngày. Cái clip này đăng là bữa mình lại quay là 4 ngày. Coi clip là có 4 ngày thôi. Dạ. Thì mình nói chung thì mình nhìn đi là bớt được một cái nóng nảy cho mình, nó bớt được một cái gì đó cho mình, nó đỡ lắm em. Nhìn không có thua đâu, nhìn anh nhì đi. Em cũng kia, bây giờ ai nói gì nói. Cực khổ biết bao nhiêu mà chăm sóc thì chú mà lại xảy ra cái chuyện. Mà muốn đi làm. Giống như giờ về thì đi làm thôi chứ đâu có giờ giấc gì nữa đâu. Người ở nhà thì bà nội chăm con tiếp phải không? Con em chưa có gửi trường phải không? Hai chồng đi làm rồi thì từ mình ổn định lại, ổn định cuộc sống lại. Nói chung thì về đây có bà nội chăm sóc thì cũng rất đỡ, tại vì mẹ em bệnh thì cũng lớn tuổi, cũng già. Lâu thì về thăm ha, lâu về thăm mẹ. Nói chung mẹ em Tết bên ta vậy em cũng, nói chung 1 tháng, 2 tháng em về là tại mẹ em hơi cũng lớn tuổi. Nói chung em về thăm hoài phải không? Dạ đúng rồi. Cũng lớn tuổi nên phải về thăm hoài. Gái Út nữa. Ở vòng vòng đó thì chị đâu có ở gần không, gần mẹ cũng không? Gần nhưng mà như ta cũng không có gần nhà, đi chỗ đường kế sách á, cũng hơi xa, nói chung cũng khoảng từ đó tới cũng cỡ 10 cây. Với anh thứ tư cũng cỡ 5 cây số, nói chung cũng gần. 5 cây rồi cũng gần. Dạ cũng lên chợ vậy đó, tại nhà chị thứ tư đó, ở ruộng á, muốn lên chợ mới vô thăm mẹ vậy đó chứ không có thường xuyên lắm. Mấy hôm nay thì chắc em cũng lu bu trong cái tang lễ của chú Phiền ha.
À, em chắc ít có xem những cái bình luận những ý kiến của khán giả hả? Chắc chưa phải không? Mấy hôm nay thì khán giả nói chung là khi mà xem á, bình luận rất là nhiều, rất là nhiều về gia đình mình trong cái mấy ngày hôm nay á, thật sự mà đa phần là khen Liễu và Mạnh Thường Quân bây giờ muốn giúp thì cũng rất là cũng như ngại á, khi mà gia đình mình xảy ra chuyện như vậy đó, là ai cũng nói là giúp Liễu, xin Mạnh Thường Quân giúp Liễu đi chứ giờ chú mất rồi. Đó, khi mà em rảnh đi rồi em lên em xem những bình luận trên kênh mấy anh đăng á, đó, số đông khán giả cũng rất là bức xúc luôn, rất là bức xúc, nó có người điện luôn á. Em tính là bệnh đi mấy bữa cũng không có nói, tại không biết mẹ chồng anh hiểu sao nên nói chứ. Là bữa là Liễu giấu nè, chị hai giấu luôn nè, khi mà anh em qua hiểu không biết gì luôn, hiểu rồi. Nói là Liễu chỉ về ăn Tết với mẹ thôi rồi qua. Đó, khi mà gặp cô ngay Tết nữa. Ngay Tết luôn. Dạ. Là chị không có nói gì. Không nói gì hết. Con dâu không nói gì hết. Khi mà mình cũng đâu có biết. Vô tình gặp cô á, cô mới nói ra mới biết gia đình có chuyện vậy chứ anh em không biết luôn. Đúng rồi, giống như chị hai nói là giống như đi về bển chơi mấy ngày rồi, Tết thì đúng đi. Em cũng đi dùng cúng kiến mẹ. Mà trùng hợp có cái là đi có mấy ngày thôi chú ra đi luôn trời. 4 ngày thôi. Chú buồn á, chú buồn quá. Buồn nghe. Nghe nói là nghe chị hai nói là nhắc em hoài, kêu điện cho em về. Kêu điện mẹ cấm cho điện. Mẹ có nói trên video đó là mẹ nói cấm hết không cho điện. Trời đất ơi. Thì mà trong khi là chú muốn mà, cái câu chuyện nó hơi bị có nhiều cái quẩn khúc em biết không? Khi mà cô chia sẻ lên đó là khán giả biết liền, tại vì cô nói là con dâu thứ tư chứ con dâu út là cãi nhau đúng không? Cãi nhau. Rồi mẹ thì mẹ bỗng ẩm cháu đi chơi rồi mẹ về thôi, mẹ không biết chuyện gì mà tại sao không biết chuyện gì mà lại giận em đó, thì nó hơi vô lý cái đó, nên khán giả xem là khán giả cũng biết được cái trong cái câu chuyện như thế nào, chứ không có chuyện gì mà cô lại giận em làm gì đúng không? Nếu hai con dâu có chuyện gì cô không biết thì cô đâu có giận em. Cô cấm không cho điện cái cho lúc mà chú buồn á, chú nghe nói là chị Liễu này đi là chú không có ăn uống, bỏ ăn luôn, bỏ ăn luôn. Vì lúc mà kêu gọi điện nó tại sao mà không gọi để cho chú vui mà mình cấm tại như vậy. Cấm cho điện em điện cho chị hai rồi. Vấn đề xong rồi. Cái đó đơn giản thôi mà đâu có cái gì đâu mà để cấm. Mà cho anh hỏi là giống như nếu mà tụi anh mà không lại quay chắc em không về đâu. Bữa đó chắc cũng không về luôn. Nếu anh lại quay nghĩa là nghĩ là Mạnh Thường Quân giúp này kia thì cũng trên video tại này em nói chuyện không thì em thấy kia nó nói mẹ cấm em cũng giận. Coi mẹ chia sẻ vậy cũng buồn ha. Với hai nữa cái clip mà lúc mà nói chuyện với Liễu đó là cái lúc mà thấy cha mà quá trời yếu phải không, mới là cướp bật là về liền phải không, hay chạy về mà hối hả vô là nói chuyện kêu gì kêu tiếng người dân tộc đó, đó là kêu bằng gì, kêu on ơi, on ơi, âu ơi gì đó, âu ơi là cha ơi đó hả, cha biết con không hả, thấy rớt nước mắt bây giờ ai coi cũng khóc hết chưa. Chung, em cũng dạ coi lý sân cũng dạ cũng muốn về đó mà tại tội nghiệp ba thôi chứ. Tội nghiệp ba thôi. Em coi liếm được mà khi mà thấy mẹ đang nói về mình đó không? Đang nói về mình như vậy thì cũng buồn. Không đúng em. Không có đúng đúng không? Đó thì khán giả xem thì cũng biết được ha, tại vì nói cái câu chuyện nó hơi mông lung. Nói cô không biết gì hết. Cái gì cũng không biết hết mà lại cấm không cho cấm đi không con dâu là sao? Là lý do là vì sao mà lại cấm con dâu út như vậy? Trong khi con dâu út đang trong suốt thời gian vừa rồi thì cũng phụ với cô là chăm sóc cho cha, cho cha chồng như vậy. Trường hợp nào có gặp riêng về mẹ chồng và con dâu là cô có chia sẻ là trong gần 2 năm là chị Liễu đã chăm sóc cho cha chồng từ cái vệ sinh thay tã rồi tắm rửa ăn uống rồi là chị Liễu là một tay của chị hết. Là con thì gửi cho mẹ, mẹ là nuôi chăm sóc cháu thôi, còn một mình là chị đứng ra để lo, mà sao người ta để sao cái đó không chịu thương con dâu mà lại đi em cũng biết cấm, tại cấm em, cản hay là này kia cái nọ sẽ em trong cũng nói chung là chính cô nói luôn mà em lo cho cha thôi chứ em không có lấy lòng mẹ, tại vì mẹ thì thấy gia bệnh thì lo cho cha thôi. Nói chung tánh Liễu là ai bệnh lo người đó thôi, người nào khỏe thì không để ý tới như dạ, này kia thôi. Cái nào đúng mình cũng nói rồi chứ không có bên
nhiều khán giả không biết là chuyện gì, nhưng mà thực sự ha, sẵn ở đây thì anh em cũng nói luôn, nó câu chuyện gia đình thì cũng không có gì hết, nó cũng không có gì mà nghiêm trọng hết. Ừ, mọi người nó nghĩ là số tiền mình thường quân thì nói chung là cũng đúng đó, cũng đúng về, nói chung là về số tiền mình thường quân ủng hộ, nhưng mà không phải là về tiền bạc mà tranh giành hay gì hết. Ở trong khi là những cái câu nói trong người trong gia đình là nói là liệu đây giống như đứng ra nhận tiền mạnh thường quân là phải tự lo hết, dạ, lo hết đúng không đó, nên ra là liệu buồn, liệu buồn có khi là liệu nói lại nói tiền thì nhận thì cũng gửi đưa cho mẹ hiền cỡ nào cũng phải trả lời chứ, nên nói lại nên đâm ra là xảy ra cái sự việc, nên nó nghe nói là mẹ thì chắc mẹ cũng la đúng không, mẹ la em, dạ, la hai vợ chồng luôn. Dạ, nó đâm ra thì tại sao mẹ không nói là em đưa tiền cho mẹ hết trơn rồi? Thì em cũng nói rồi, mẹ nói ta nói gì kệ người ta đi, mình lo thì mình có phước của mình, nói vậy đó. Nhưng mà cũng phải bên chứ, tại vì con dâu nói chung thì không phải là nói để xích với nhau, nhưng mà cái này là trên video, trên đây thôi, trên video thì thấy lúc nào thôi. Liễu nhận tiền nhưng mà thật chất là Liễu cũng biết và biết là đưa cho mẹ giữ, chỉ lo cho ba thôi. Chứ không, ngoài số tiền đó thì cũng không có nhiều mà để làm cái gì hết. Có mười mấy 20 triệu nhiêu đâu. Chú trong cái lúc chú bệnh đó. Thực sự Liễu trong cái thời gian đó thì rất là nhạy cảm, như trong lòng cũng nhiều cái buồn á, mà chưa có tâm sự với ai được. Đó, nên là nghe những cái câu nói mà giống như bị sát thương á, tổn thương. Đó, đâm ra là có chuyện. Giống như Liễu mà trước khi mà Mạnh Thường Quân chưa tới thì Liễu cũng đã cũng là hết sức là tiền giữa hai chồng làm dành dụm được một mớ. Mà trong khi đó phải mượn công ty một mớ nữa để lo cho cha nữa, rồi Liễu sao nghĩ chi mà lấy cái đồng tiền của mình Thường Quân, nó rất nặng đúng không em? Dạ đúng. Nói chung lúc ba mới bệnh á là em cũng kệ đi, nếu không ai lo cho ba em cũng lo được. Em cũng không có, tại vì mình nghĩ mình ở chung ba đó, nếu mình không lo đâu ai lo cho em. Em cũng nghĩ tới để người khác giúp giùm hết. Nói kệ đi, hai vợ chồng lo tới đâu hay tới đó. Chứ mình cũng không có hai vợ chồng gắng lo. Dạ. Không phải mà vì tiền của Mạnh Thường Quân mà chị nhận rồi chị đổ hết trách nhiệm cho chị. Ví dụ như con cái bây giờ Mạnh Thường Quân không giúp thì mỗi một người phải chung tay lại đang lo cho cha mình, gánh nặng thêm nữa. Có Mạnh Thường Quân giúp chị là mừng lắm luôn. Phải chút hết quá mừng khổ gì để cho chị Liễu gánh đâu đúng không? Dạ. Có cái số tiền đó mình mừng rồi mình phải phụ với nhau nữa. Dạ. Chị em mẹ nói thẳng với con gái ruột mà chưa nói tiếng mà giúp hết đát mà tới là vô công ty mượn tiền mà để về lo cho cha nữa. Chứ em làm vụ tháng 8 cũng hai vợ chồng cũng cộng lại cũng hai mấy triệu. Nhưng mà mượn chứ người ta đó rồi tới chừng lãnh đâu có ra, đâu có nhiều đâu. Tại mượn trước hết rồi. Để đem ba đi Cần Thơ. Trời ơi, đi Cần Thơ cũng tiền với em luôn. Nghe cái câu chuyện nghe mới ghê ha. Con nhau, dâu đi Cần Thơ chăm sóc chồng. Mà trong khi đó thì bao nhiêu tiền bạc chăm sóc luôn. Bao nhiêu tiền bạc khi đó thì bác sĩ mà còn không dám gửa, mà con dâu đứng đó gửa, mà trong khi đó người ta nhìn mà người ta hỏi sao mà ngộ con dâu đi chăm sóc mà nhà không ai hay gì này kia. Cái đó là y tá là không dám luôn đúng không vậy? Dạ đúng rồi, thôi bị ngay chỗ nào bị, nhưng mà bị ngay cái phần nhạy cảm gì là y tá trẻ không à, tại cũng nghe cái đó tuổi nghe cái chỗ đó nữa giống như chỗ khác không nói gì, mà chỗ khác nghe cái chỗ của quý nữa, mà trong khi đó mà móc của cha chồng nữa, trời trời. Cô đợi hả chị? Cô đợi trả Liễu vậy hả chị? Chồng, đợi chồng. Ở đợi chồng hả? Chắc, đó là... chắc cũng có người đợi đi hồi. Dạ. Cái mà cái gớm nhất của con người là ở dưới đó là để móc ra, mà giống như con nít con mình móc cũng gì đi, này là của cha chồng để móc. Chồng nữa. Lúc ban đầu là chắc em cũng run với cái run á, ra mồ hôi rồi vừa móc vừa khóc. Khóc mà giống như mình làm vừa móc vừa đúng không hay là giải lại cũng tội nghiệp ba. Ba đau á ba. Dạ. Ba đau á, không móc thì ba chịu không nổi, tại vì nói chung đau đớn nhìn thấy, rồi lúc móc cũng vừa móc chảy máu thấy tội nghiệp ba, thấy cũng hỏi vừa móc vừa hỏi ba có đau không, ba nói móc đại nghe được cái câu chuyện đó đó, con dâu mà chăm sóc nha như vậy thì Mạnh Thường Quân mới đồng cảm á, thương và giúp á. Đúng rồi cô. Phải nói ai cũng nói vậy hết luôn. Đi khắp thế gian này luôn á mà chưa bao giờ mà nghe mà chăm sóc cha với lại mà cháu hay cháu ba. Cháu của chú. Cháu dâu chú ba. Phiền. Cô này khó kiếm người dâu như thế này. Cả ngàn người luôn. Nói chung mấy cô em của ba lại ta cũng tội nghiệp.
Cái cực khổ này ai mà gánh nổi đâu, không có gánh nổi rồi. Hồi nãy có một cô, như hồi nãy video có gặp một cô nói trời ơi bữa mẹ la dữ lắm đó, liệu mới đi á, chứ không có đi đâu. Không phải bình thường mà đi đâu, nó cũng chịu đựng dữ lắm, mà nãy cô kêu nói mà không dám nói lớn à, nên là dữ lắm, giống như thấy trong lòng dữ lắm rồi liệu mới ẵm con với chồng đi thôi. Nghe mẹ không có điện lợi nó đi điện thấy nữa cô đó. Nhiều người biết câu chuyện nhưng mà không ai dám nói. Chị muốn điện cho ba thôi. Thấy làm mà thấy tội. Cũng tuổi thân chứ bà Liễu nó cũng tuổi thân, tại vì đâu phải một mình Liễu là con dâu trong gia đình đâu, cũng nhiều con dâu. Nên là cần cái sự giống như chung tay lại á. Mấy chị dâu ai cũng đội tang chứ mà sao chị không đội? Có mà tại có vậy đó hả? Tại nhỏ nó quậy. Kéo hoài. Có này có, ban đầu vô có chứ. Ban đầu vô anh quay có. Tại nó kéo hoài nó giờ đây. À, mình cột ở đây cũng dạ được ha. Này đeo cổ. Thôi giờ chú dù gì cũng đã xong rồi. Dạ. Em cũng thôi nhẹ nhẹ lòng chút đi. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Chứ mình chịu đựng đó giờ biết bao nhiêu rồi mà đến thời buổi đến hiện tại bây giờ mà mình không qua được nữa sao? Cố gắng. Vậy là gắng giờ là hiện nay. Cô bác ở gần nhà nói mày mày gắng lo cho ổng gì mày đi đâu nữa ở đây đây. Ồ. Cô gần xóm á cũng khuyên. Viên kêu ở đây đi, đừng đi đâu nữa hả? Mấy đã gắng lo cho ba vậy mà muốn đi đâu nữa. À, giống như trong cái thời gian vừa qua thì đã chịu đựng rồi, biết bao nhiêu cực khổ khó khăn rồi. Giờ ba mất rồi thì ở đây đi ha. Không lẽ không dám, không có vượt qua cái giai đoạn này được đúng không? À, thì nói về câu chuyện mà khi mà em về nó ở thì tội nghiệp cho chồng của em. Nó mấy gì vậy? Nó không có vui. Dạ đúng. Hiểu không? Đúng không? Khi mà vợ thương vợ thì vẫn về rồi đó, nhưng mà không có được vui tại vì nhà đó giờ ở đây. Đó. Thôi cũng cố gắng. Chồng em cũng khó xử. Khó xử đó, không có vui nữa. Nhưng mà về là phải về, em về là phải về theo rồi đó. Rồi. Không bỏ được. Em đi, chồng em cũng đi theo. Tại giờ mình đi mình ở bất cứ nơi nào nhưng mà quan trọng là cái cuộc sống của mình nó có tốt hay không. Dạ, nó có thuận tiện không, ở bên đây thì đang cái công việc như vậy mà về bển thì có làm kiếm ra tiền giống như bên đây gì hay không. Dạ, mình cũng lựa chọn em cũng chưa biết nữa. Với lại con trai út nè, chồng là con trai út rồi, con út mẹ thì cũng lớn tuổi nữa. Dạ. Rồi ai chăm sóc hàng ngày bên đây út ví dụ bây giờ có hai chồng em đi, cô đỡ lắm chứ bộ, cô đỡ. Có cái gì đó bệnh sốt cảm gì đó thì cũng có hai chồng. Lúc có ba em bệnh nó cũng chạy tới chạy lui suốt luôn á. Tại vì lúc ba cũng bệnh mà ba không có nặng giống ba bên này. Có mấy bữa ba mất rồi, không có nằm lâu. Chứ giờ hai chồng giờ bệnh hết rồi để cũng Liễu cũng có câu nói là giống như giờ cha chồng cũng mát, mẹ chồng ở có mình nên. Có mình nên à. Thì em mới suy nghĩ là thôi về đây ở với mẹ chồng cho ấm áp cái gia đình lại. Đã là một cái bàn thờ ở đó rồi mà có mình nên mẹ chồng nữa cũng tội nghiệp. Không em suy nghĩ gì từ từ thì mọi chuyện nó cũng qua hết à. Mà kệ đi, từ từ. Người ở hiền thì mọi chuyện nó qua hết à. Tại trong cái giai đoạn vừa rồi thì giống như có anh em đến quay thì nó hơi xáo trộn gia đình, có mạnh thường quân giúp này kia đó. Thì đâm ra thì nó mới có chuyện. Nếu mà không có gì thì Liễu cũng chịu đựng một mình thôi. Dạ. Vì cũng nhờ anh em đến chia sẻ thì có người tâm sự nói ra những cái nỗi buồn, cái nỗi ấy trong lòng mình. Liễu thì không phải là giống như những người chăm sóc cái đó, cái lên clip là nổ rồi hay này kia, không có. Liễu cũng vẫn là trả lời những cái câu nói rất bình thường. Mình hỏi thì Liễu trả lời thôi. Nó thì hôm nay giống như là bữa cuối cùng luôn rồi, bữa cuối cùng. Dạ. Biết lâu có khi nào khi anh em về nữa thì biết có còn gặp lại Liễu hay không. Dạ. Nếu mà không có Mạnh Thường Quân giúp đỡ hay gì đó thì anh em cũng đâu có đến nữa. Dạ. Mọi thứ đã xong rồi. Dạ. Em cũng cảm ơn mấy cô chú. Lúc kia cũng gửi tiền cho lo cho ba. Cũng cảm ơn mình. Chị cũng gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Trong thời gian vừa rồi cũng giúp đỡ cho chú, giống như tiếp sức gia đình. Dạ. Thì số tiền cũng không lớn nhưng mà cũng là những tình thương, những tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Cũng thương Liễu nè, rồi thương chú Phiền nữa. Lúc đó là thấy chú vui luôn á, chú mừng luôn. Đó, gặp mấy cái bữa mình gặp đó, bữa mình gặp nhà sau đó chú vui rồi, luôn. Chú mừng luôn, tưởng đâu là mình đã có thuốc này rồi mình đã trị hết rồi, chú trở lại cái cuộc sống á. Nghe thuốc tùm lum á, chú mừng là chú cười. Coi clip chú cười luôn đó. Chọc thấy chú cười luôn. Mấy ngày sau thôi mà gặp lại là thấy trời ơi, vừa ốm vừa
không biết ai luôn. Cũng không nghĩ ốm tới vậy, tại nhanh đó. Thất thần luôn. Tại hồi đó tới giờ em chăm, ba ít có ốm tới vậy. Cũng... cái chú tươi tỉnh bình thường, bình chỉ có cái vết thương thôi. Dạ, cũng đau, nhưng mà không có ốm, nói chung ăn uống. Một phần là do buồn. Buồn, bỏ về không ăn không uống không thuốc men á, nhất là buồn chứ không phải là gia đình không chăm sóc, nhưng nghe mà con buồn cái lộn á. Dạ, bệnh rồi nằm đó, chú nằm chú nghe nghe kêu nói chị hai điện cho em mà mẹ không cho điện, ba nó gì vậy, ba không chịu ăn cơm. Trời ơi, chị hai kể là gì á hả? Dạ. Thì cuối cùng có điện không? Dạ em điện cho chị hai, tại chị hai nghe mẹ nói gì, chị hai cũng dám được. Ờ. Cũng không ăn cơm, không điện gọi thấy chị Liễu là không ăn cơm. Dạ. Thì chị hai năn nỉ cũng không ăn. Nên gắng. Vậy là gọi vậy là chú là bị suy sụp tinh thần à. Thường con dâu thương cháu. Người đang bệnh đó mà kiểu đó là nhanh lắm. Nhanh lắm. Xuống nhanh lắm, tại vết thương ở dưới nó đau đớn rồi tim đầu óc, cái đầu óc đó, suy nghĩ đó, giống như là rồi nó đi rồi ai chăm sóc tao hay này kia tùm lum hết chứ. Rồi khi như vậy đó, thấy chú mà cứ như vậy thì đâm ra cô buồn đó. Thì đó, cô nói thương con dâu hơn thương cô. Thì đó, cái câu nói giống như cô có nói trên video á, cô nói cái tiếng Việt cô không có gành gì mấy, thì cô nói câu đó thì người ta nói đâm ra cái chuyện này kia, nhưng mà thật sự thì cô cũng rất nhiệt tình đối với con dâu hay này kia cái lời nói. Cô nói chú mong là... kêu đừng có nhớ, đừng có thương con dâu nữa. Tại vì ở nhà cũng có mấy đứa chăm rồi. Giận á, nói vậy đó. Có khi không nghe, thương con dâu hơn thương tôi nữa. Thương dâu hơn. Nghe mà giống như mình giải thích lại cho cô giận, này kia thôi. Đang giận á, có nhiều cứ nói ra hết. Thì thôi chú cũng ra đi rồi, thì mong cô chú trên kênh YouTube đừng có để lại cái câu bình luận nặng nề cho gia đình nữa. Giờ cũng xong hết rồi. Mấy ngày hôm nay thì rất là nhiều cái bình luận không hay về cô và vợ của chú Phiền, thật sự nhiều lắm. Anh em là lọc mà lọc cũng không hết đâu, tại vì đa phần là nói thẳng vô cô không à. Tuy là cô là người lên đứng nói, Liễu không có đứng nói gì hết, nhưng mà khán giả lại công kích rất là nhiều, nên là khi mà Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ thì cũng rất là ngại luôn. Dạ. Trong lúc này đó, thật sự anh em ghi đến là chỉ là người kết nối thôi, cũng muốn tốt cho gia đình, cũng muốn Mạnh Thường Quân giúp gia đình thôi, nhưng mà khi mà lên xảy ra cái chuyện như vậy rồi cô em lên nói như vậy nữa, gán giấu không chờ ai không biết mà tự nhiên cô lên nói như vậy làm khán giả người ta xem á, nhiều người bức xúc. Thế đó, bức xúc. Mà tin là Liễu hay ha, giống như người khác thì sẽ nói trên cái video hết trơn ha, mà không nói tiếng nào hay này kia hết trơn á. Chỉ là giống giải như thích á. Giải thích trên đây hết trơn, quá quan, giống như lên đây chỉ có họ hỏi mấy gài là chồng cha chồng sao bệnh này kia, Liễu mới trả lời thôi, chứ Liễu nó không có chuyện gì hết trơn, chỉ có về bệnh cúng thôi. Rất hay ha. Để nói lên có còn nói cũng càng thêm chuyện nữa. Dạ. Khi mà anh em đến mà hỏi thăm về chuyện, khi mà mới vừa có chuyện xong mà anh em đến mà cứ đâm vô cái câu chuyện nó hỏi hoài thì mấy người bên kia nghĩa là có chuyện nữa, rồi mẹ chồng xem được cái gì đó có chuyện nữa, nên là mấy anh cũng biết mà cũng hạn chế mà giống như châm dầu vào lửa đó. Hôm nay khi mà xong hết đám rồi đưa chú hỏa táng rồi thì anh em mới hỏi để cho khán giả cũng xem mà hiểu được câu chuyện á, chứ không có gì hết, đâu phải là để moi móc ra để có chuyện thêm trong gia đình. Tây mốt cho anh em mình quay xong anh em mình đi rồi, còn Liễu nè, Liễu mới là người tội nghiệp nhất, là tại vì còn ở trong gia đình nó này kia. Giống như gia đình mà mỗi người còn chồng con nữa, gia đình xa xa nhau thì không nói gì, cái này là kế bên luôn, đi ra đi vô đụng mặt nữa. Khó lòng lắm. Thôi kệ, mốt thì có gặp thì cũng nói chuyện bình thường đi. Dạ. Từ từ rồi mọi cái khúc mắc thì nữa rồi sẽ giải tỏa được hết. Dạ. Rồi trở lại cuộc sống bình thường, rồi đi làm, rồi lo cho gia đình, lo cho con ha. Rồi cũng anh em cũng nhiều người khen Liễu giống như gì qua hậu gì tiên tiên đâu rồi, khen bên kênh anh hả? Bên anh bình luận mắc cười thủy tiên, thủy tiên vậy đó, mắc cười lắm, khen rồi mà nhầm người nói trời ơi thành Phật rồi còn gì nữa đâu, rồi củ quý rồi móc ở dưới tùm lum hết trơn, mà thấy mấy cái bình luận đó thấy mắc cười. Sẵn đây hỏi thăm luôn là em đang xin việc trong vô công ty làm hả? Dạ em nạp hồi ba em bệnh á. Lúc đó thấy, lúc đó em chưa điện cho anh đâu. Thấy nhà. Lúc mà chưa điện hay là dạ. Có nạp vô công ty xin việc. Dạ đúng rồi, tại thấy chồng em lo em không nổi. Bây giờ nếu mà kia mẹ gắn chăm ba đi rồi cái gì bới cơm bới gì cho ba ăn đi. Tối chiều con về con rửa không được. Con đi làm chứ em chồng con làm không nổi. Thấy ganh quá.
chồng nặng quá, làm không đủ chi tiêu gia đình. Đó là nạp chiếc anh vay á, em có nạp. Rồi giờ sao rồi? Người ta điện kêu thứ hai vô làm, em để qua... Bà mới mất? Qua 100 ngày ba, hay bà... là qua tuần gì cũng được. Ồ. Rồi công việc của em thường là làm cái gì ta? Lúc trước em làm bánh. Làm bánh. Mà bây giờ làm bánh không có tiền bảo hiểm á. Em tính xin vô làm về da bên công ty về da khu công nghiệp á. Khu công nghiệp ở Sóc Trăng mình. Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta mới điện hôm qua. Ồ, mới điện hôm qua. Bây giờ mình hẹn lại rồi. Dạ. Rồi tới đó rồi mới điện lại ha. Coi sao. Ít hôm nữa đi. Dạ, em nói để làm tầng 3. Chứ tưởng đâu chưa có việc làm á thì có thể anh em lên trên này nè. Rồi sẵn đây nói luôn bà cô chú nào mà có công việc nào mà phù hợp với Liễu á. Tại Sóc Trăng. Tại Sóc Trăng. Em có nghề gì không? Đó giờ đi làm công ty không ạ? Chứ em làm bánh không ạ? Làm bánh. Bánh tía. Anh bía. Giống như công ty bía khác em làm không? Bánh bía khác giống như Lập Hưng hay là Tân Hưng? Em làm là bánh tía Lập Hưng. À, Trong Mai Duyên làm không? Thì... Trong Mai Duyên hình như có bảo hiểm á. Có mà em ở đó đông đốt kia. Kệ đi. Như giả lại em cũng nạp hồ sơ người ta nhận rồi. Đó thì giờ thì cũng nói chung là công ty là nhận rồi đó. Dạ. Chỉ đợi thôi. Đợi cho khi mà cúng kiến ba xong hết rồi mới đi ha. Dạ đúng rồi. Thôi Liệu cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Chúc em có thật là nhiều sức khỏe. Rồi mai mốt rồi có cuộc sống nói chung là nó khỏe hơn. Chứ không có cực khổ như cái thời gian vừa qua nữa. Nó thì cũng mong là ông bà cô chú mà ghi xem được á thì cũng nói chung là bỏ qua hết cho gia đình qua đi. Hết. Đừng có để lại bình luận giống như lên đó là giống như chia buồn cùng gia đình này, giống để làm câu A Di Đà Phật hay này kia thôi. Chứ đừng để là những cái câu bình luận về mẹ chồng hay là này kia hay là nàng dâu hay này kia. Cũng cảm ơn anh chị em đã đăng ký và ủng hộ kênh YouTube Sóc Trăng tất cả anh em. Những bài viết mấy gài nói về mà cha chồng với nàng dâu thì anh chị em trên kênh YouTube á ta coi rất nhiều. Nói miễn mà đăng lên là người ta để lại bình luận, ta coi người ta để lại bình luận không. Xin để ra những cái bình luận mà tốt đẹp cho gia đình đó. Khi mình đọc mình cũng vui nữa ha. Yeah. Thường là khen chị Liễu rất là nhiều. Yeah. Khen dâu có 102, con dâu có tấm lòng Bồ Tát. Ủa nhà có cứ thấy thường là dặn truyền hình lên coi kênh không? Dạ không, tại ba bệnh không lúc có mở. Trong thời gian gì rồi chắc không coi được đâu. Nói chung lúc ba bệnh cũng ít có coi điện thoại. Mẹ chồng cũng đâu biết coi vậy, thấy sợ cái cuộc em nếu em mở thì biết. Nói giờ ba mất rồi thì mình đỡ rồi, đỡ giống như đỡ gánh nặng. Dạ. Ba bệnh rồi đỡ gánh nặng rồi, giờ chồng đi làm thôi. Rồi mốt em đi làm nữa. Dạ. Cố gắng ha. Dạ. Rồi anh chào em ha, chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Không biết khi nào mới gặp lại được nhưng mà đúng hôm nay là ngày cuối luôn. Dạ. Biết đâu có cơ duyên rồi gặp lại rồi sao. Dạ. Rồi anh chào Liễu nha. Rồi. Rồi. Đây, dạ, đây phía bên đây là bên trong cũng đang quả tán chú phiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao thấy có khó chú phiền ta, nãy ai nói chú phiền tưởng lộn chứ. Con chờ ghế tán rồi nó đang quả tán cả nhà, quả tán chú đây thì anh em cũng nãy giờ thì cũng hỏi thăm con dâu để hiểu thêm về gia đình á, trong khúc mắc gia đình mấy ngày hôm nay. Con quay đứng xa xa ngoài tôi mở cho anh. Dạ. Mở nóng không? Tiếng này dạ. Có không? Mở chú sắp. Dạ. Dạ. Chú cũng mở hành ra. Ui. Wow. Wow. Trời ơi. Hai chị đạo Phật. Mong chú siêu thoát. Mong mô A Di Đà Phật. Còn gì hết trơn. Mới đây mà cháy gần xong rồi nha. Xong. Trời quá. Trời. Rồi được rồi chú ơi, cảm ơn chú nha. Chú mở ra cho anh em quay. Hả? Ui, thôi. Xong rồi, sắp xong rồi. Bao lâu nữa mới xong chú? Tiếng ngoài nữa. Ôi cũng lâu quá chứ. Dữ ha. Bên này là cả nửa tiếng rồi đó. Ở bên kia còn lò nữa kìa. Lò bên kia. Cháy là tiếng rưỡi. Ồ, tiếng rưỡi. Cái này thấy nhẹ quá ta. Mới coi chừng khoảng 40 phút nữa. Hồi nãy 9 giờ 10 đó. Dạ. Thì nãy giờ cũng gần 40 phút rồi. 9 giờ 10. Cái lò này như mới nè. Đồ cũ. Cũ à? Mới 40 phút rồi. Ồ, đỏ rồi mới. Không mà thấy mấy loại này chắc chắn, người cháy nó mau quá. Rồi. Kính hơi hả chú? Dạ. Ngày qua mình đi á. Con thối rồi nó bể tùm lum hết trơn rồi. Dạ. Này mới sửa lên. Dạ. Mới làm.
Hôm qua mình đi chùa Tam Sóc á, trời ơi, tan quang hết trơn, banh hư hết rồi. Hư hết. Đi chùa Tam Sóc rồi mà cắt chùa là một kiểu đó đó. Đúng rồi, đúng kiểu ha. Kiểu đó. Dạ. Giờ tới sau thì vô sửa mấy ổng sửa lên, xin sửa lên làm lại như lộn này. Dạ. Chú ơi, coi lò thiên này như năm rồi. 31 năm. 31 năm rồi hả? Năm. Dữ hơn cái chú bên kia. Chú bên kia có 10 năm mà. Thôi làm là 20 tuổi rồi. Ồ, dữ tới giờ luôn. Còn thanh niên mà dám làm cái nghề này hả chú? Trời ơi, làm gì không dám. Giống giống như là có cái duyên coi mấy này chứ muốn mà mấy cái này đâu phải giờ dám đâu. Tính lại là mới 17 tuổi, 17 18 tuổi là làm. Dạ. Đó làm ngoài. Dạ. Thiêu bạ không mà tới sau tới 2005 mới làm lò. Thiêu bạ. Ngoài trời hả? Thiêu ngoài trời, thiêu bạ. Đó, hồi đó không có lò, không có ai mà chú thiêu mấy tuổi. Ở lúc đó đâu có 18, 19 vậy. Vậy là chú có đi theo mấy người già trước? Đầu tiên thì vô đến mấy ông già. Đúng rồi, học nghề. Ông sư đọc kinh đại đó. Dạ, dạ. Ồ, vậy là kinh mấy, mấy tuổi? Rồi đó, theo ở ngoài đâu có dám mấy đâu. Dạ. Đầu tiên mà đâu có dám theo của nó như bà vợ sau đó. Dạ. Mình ráng đứng lại coi tới chừng. Rồi đó khui đít khui nắp không mà. Vậy dạ. Hả, khui ra luôn hả? Khui ra, khui tới chừng bả gớt ra mình hô hụt mà chạy. Chạy liền, đâu có ở đâu, đâu ổng cầm cái khăn á. Vậy là khúc đó là thiêu ngoài trời không à? Không có thiêu lọt ngoài tán. Rồi ông kêu nhắm mắt lại đi. Ừ. Đừng có dòm nhắm mắt lại, rồi nhắm mắt lại không biết ông đọc gì thôi. Tôi mở mắt ra thấy khác như mình bình thường hết, sợ rồi. Vậy hả? Làm tới giờ luôn. Rồi hay ha. Là lúc mà... Chú sợ à? Nó sợ đầu tiên, một lần đầu tiên sợ. Tại ông sư ông đọc cho. Chú nói quốc gì? Cái khăn ổng đội á. Cái khăn ổng dắt khai mấy ông cụ nãy, ông cụ đó, cái khăn nó dữ lắm đó. Dạ dạ. Mấy ông đó là mấy ông đâu phải vừa đâu, tu ta tu tới không đó. Dữ. Tu tới ra ngành mới ra được quyền làm trong đó. Làm cái mình không sợ luôn. Ông kêu nhắm mắt lại cái. Ông đọc kinh ngồi nói chuyện thôi, ông nói rồi mà mở mắt ra. Hết sợ luôn. Ông bà vợ lên để lên cho bình thường luôn, hết sợ. Lạ ha. Dạ đúng rồi. Không sợ luôn. Rồi mà giữ tới bây giờ giống như mình đi về ngủ là giống như có... Không có gì đâu, bình thường. Có linh hồn mà báo mộng không? Không, không có. Không hả? Làm trong khi làm mình ên. Dạ. Hiếm người mà làm được những công khó việc người kiếm lắm mà. Một kiếm mà người làm công việc này rất là hiếm luôn á, thực sự. Có lẽ người ta 3-4 người. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây là mình ên tôi từ hồi đó là mình ên tôi luôn. Thường ta thiếu là 4 người chú. 4 người. Người thiếu nhầm khi mấy... Người ta thiêu ngoài, người ta chạy lại, người ta rước, người ta đi thiêu. Rồi thì mình... Nãy thấy chú đứng ở trong đó, rồi chú kêu dơ lên là... Dơ lên được chưa? Không, sao mà không có cái đồ mà để đẩy vô cho nó nhẹ nhàng mà... Mình đẩy, người ta không có đẩy. Đây là tại hồi đó, cái thiết kế là gì? Thiết kế hồi đó là... Yeah. Ê, làm gì, làm gì? Ủa, vậy là lọ... Ăn cơm gì vậy? Đây nè. Giờ nó đây nè. Dạ. Cái lò đó là gai vậy đây nè. Cái lò đó là mới cái hỏi đầu cái gai vô đó. Rồi con. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi cảm ơn chú. Chú sao cái lò mới cắt mà sao có bị luôn. Đây giờ anh có chú viện ở đây nè. Để hết đó. Để chú đợi nè. Thì cũng à. Thì chú cũng an nghỉ ha, phù hộ cho gia đình, người thân, đặc biệt là con dâu của mình á. Thì hôm nay tụi con đến để chia sẻ chú hình ảnh này để gửi đến khán giả cũng như là đưa tiện chú về để an nghỉ. Thì bây giờ chắc cho em cũng như là anh em xin tạm khép video này đây. Hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả với Mạnh Thường Quân ở video tiếp theo ha. Đây là chú Phiền, người cha chồng mất một căn bệnh kỳ lạ, được con dâu chăm sóc trong suốt một thời gian dài đó cả nhà. A Di Đà Phật. Một loại.